qua nhà mình đây, toàn đoàn gia đình đang thay đồ công nhân để mà chuẩn bị đi hốt tuyết. Đây là tại đây là cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Một ngày đó mình sẽ đi coi Fireman Show đúng không? Fireman Show. Đội bảo vệ nhiễm độc. Đội bảo vệ bờ biển. Thì đây là cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc nha. Cuộc sống rất vất vả, phải làm thêm các bạn ha. Còn đây là chị chú em. Chị làm việc đêm về chú em. Mình phải bận cái bộ đồ này là rất là dày như thế này mới đảm bảo được là tuyết không có rơi cho người mình. Hai các bạn ha. Đó, và như vậy mới có thể chụp tuyết được. Ok. Đã không nè? Dạ đã. Thích không? Dạ thích. Mình đang đi vào khu trượt tuyết. Tuyết đang rơi đấy các bạn. Rơi các bạn nha. Đi vào trung tâm trượt tuyết luôn, đầy tuyết cho mày để trượt luôn nha. Wow, đẹp quá. Rồi, cùng nhau chúng ta sẽ đi thử coi ở trên đây có gì nha, trong khu trượt tuyết có gì nha các bạn. Wow. Tuyết cầm phía sau rồi các bạn. Phía sau là Mỹ Cầu, Mỹ Cầu. Hiện nay đoàn nhà mình đã đến khu trượt tuyết Peabody tại Hàn Quốc ha. Đây là một khu trượt tuyết. Sau lưng mình các bạn thấy nha, là nơi mà diễn ra cái chương trình Thế vận hội mùa đông ha. Và mọi người đến đây để trượt tuyết nha. Tức là cho dù ở trong thành phố có tuyết hay không thì ở đây vẫn có tuyết. Và chúng ta sẽ đến đây để trượt tuyết. Khi trượt tuyết phải bận đồ rất là nhiều. Đây là cái tầng bán đồ ăn ha. Và rất nhiều du khách trên thế giới họ tập trung ở đây họ chơi trượt tuyết. Những bạn nào mà thích những cái môn mình thể thao mạo hiểm giá lạnh thì đến đây để mình chơi nha. Wow, bây giờ chúng ta sẽ đi cáp treo nha. Và phía sau là khách sạn rất là ở tối nay. Hey, chào các bạn, hiện nay chúng ta đã có mặt tại Snowyland, vùng đất tuyết. Nơi này các bạn có thể thấy nha, tuyết khắp dưới chân và rất nguy hiểm nha. Mọi người đi mà không muốn sợ là sẽ trượt đáy té đau mông. Đây, đây là cảnh trượt té. 2, 3 chú bé với cái vỏ về đi. Đây là view nhìn từ phòng khách sạn của mình. Có một con đường tuyết. Còn đây là căn phòng bên trong, một căn hộ cả ngàn mét vuông. Hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Đây là bạn cùng phòng. Đây cũng là bạn cùng phòng. Sở thích của bạn này là đứng cái cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời, chạy quá mẹ. 1, 2, 3, chạy. Đứng lên. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thôi, chúc mừng sinh nhật mẹ. Rồi, 1, chúng ta hỏi nha, 1, 2, 3. Oh yeah. Mình ăn thôi. Rồi, ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi.
xin chào các bạn. Hiện nay nhà mình đang ở dưới sảnh của khách sạn resort Vivaldi Park, là cái trung tâm trượt tuyết đúng không? Cái resort chúng đã trượt tuyết và mọi người đã trải nghiệm tuyết ở Snowyland, chơi trò chơi lạnh teo lông ngày hôm qua rồi. Bây giờ mọi người đã thức dậy và ăn sáng xong rồi. Phía sau là bạn gì vậy? Ai đang ngồi? Tại sao Mina ăn bánh mì mà lại không ăn sáng vậy? À, Mina ăn mì là ăn sáng rồi đó đúng không? Xin chào. Nó lại ba xin chào. Mina đây. Hello. Mina ăn bánh mì. Rồi. Ok, vậy bây giờ nhà mình sẽ khởi hành đi qua. Đi đâu hôm nay đi đâu? Ồ, mình đi đảo Nami. Đảo Nami là một trong những đảo rất đẹp và nổi tiếng tại Hàn Quốc, cùng với đảo Jeju. Nhưng chúng ta sẽ không đi đảo Jeju, chúng ta sẽ đi đảo Nami. Ok, hẹn gặp lại các bạn tại đảo Nami. Hi, xin chào các bạn. Trong lúc mà chờ bác tài xế đến đón mình đi Nami Iceland ha, đảo Nami, thì mình mua một ly cà phê. À, mua cà phê uống cà phê gì vậy? Chocolate hả? À, chocolate, uống đã. Và một cục kem. Kem lai shit, tao đây là kem lai shit. Gì vậy, gì vậy? Có người đi lấy cục xịt của mình, không được. Bảo vệ cục xịt của mình. Ôi, kem sô-cô-la thơm mà ngon lắm.